Chào mừng các bạn đang đến với kênh YouTube của Tickmill Việt Nam. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp rút thông qua cổng năng lượng nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy đăng nhập vào trang web chính thức của Tickmill. Chọn một tài khoản mà các bạn muốn nạp tiền. Sau đó bạn nhấn vào nạp tiền. Hiện tại, Tickmill cung cấp 6 cổng nạp tiền đối với nhà đầu tư muốn sử dụng cổng nội địa, ta chọn năng lượng. Tiếp theo, chúng ta nhập số tiền muốn nạp vào. Các bạn có thể nhập một trong hai ô này. Ví dụ muốn nạp 100 đô thì các bạn nhập vào ô này. Ô sắp xỉ sẽ hiện ra số tiền Việt mà bạn cần nạp. Hoặc các bạn có thể nhập số tiền mà các bạn muốn nạp vào thì hệ thống sẽ quy ra số đô bạn cần nạp. Sau đó, click vào ô vuông điều khoản và nhấn gửi. Hiện tại ngân lượng cung cấp 4 phương thức thanh toán là số dư ví, online qua ngân hàng nội địa, chuyển khoản ngân hàng và thanh toán tiền mặt tại quầy. Nhưng phương thức được khách hàng sử dụng nhiều nhất là chuyển khoản ngân hàng vì nó đơn giản và dễ thực hiện. Các bạn có thể chuyển khoản trực tiếp qua ngân hàng mà không phải đăng ký với ngân lượng. Các bạn chọn ngân hàng muốn nạp, chọn chuyển khoản bằng tài khoản Internet Banking. Nhập thông tin trùng với thông tin bạn đăng ký với Tickmill. Số di động các bạn chuyển cộng 84 thành 0. Đánh mã bảo mật và chọn tiếp tục. Bước tiếp theo, bạn dùng app ngân hàng hoặc Internet Banking của ngân hàng, bạn chuyển khoản vào ngân lượng với thông tin như ngân lượng cung cấp. Về phần số tiền, các bạn nhập đúng số tiền với giá trị đơn hàng và không làm tròn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể nạp bằng các phương thức thanh toán khác như là online qua ngân hàng nội địa. Các bạn chọn ngân hàng các bạn muốn nạp, điền đầy đủ thông tin và làm theo hướng dẫn của ngân hàng. Hoặc có thể nạp qua ví ngân lượng đối với các bạn nào có ví ngân lượng. Nhấp vào số dư ví ngân lượng, điền thông đầy đủ thông tin của mình và làm theo hướng dẫn. Mình vừa hướng dẫn các bạn xong phần nạp tiền vào Tickmill thông qua ngân lượng. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền qua cổng ngân lượng nhé. Các bạn vào lại trang tickmill.com, đăng nhập vào. Chọn tài khoản mình muốn rút tiền. Nhấn vào rút tiền. Sau đó các bạn chọn ngân lượng. Về phần tiếp theo cho ngân lượng, mình có 3 sự lựa chọn là rút về ví, về ATM và về tài khoản ngân hàng. Các bạn lưu ý phần này là mình nạp vào phương thức nào thì mình sẽ rút về phương thức đó nhé. Đầu tiên mình nạp vào bằng chuyển khoản ngân hàng nên bây giờ mình sẽ rút về tài khoản ngân hàng của mình. Các bạn nhập số tiền muốn rút về. Tài khoản đang được định giá bằng USD nên các bạn nhập giá trị của USD muốn rút ra. Tiếp theo chúng ta sẽ điền thông tin vào. Đầu tiên chúng ta chọn ngân hàng. Phần này phụ thuộc vào ngân hàng bạn đã chọn nạp thì sẽ chọn rút vào ngân hàng đó. Đầu tiên mình nạp Vietcombank nên bây giờ mình sẽ rút vào ngân hàng Vietcombank này. Tên các bạn nhập đầy đủ tên của mình theo cú pháp của Việt Nam, tức là họ trước tên sau. Sau đó nhập số tài khoản ngân hàng của các bạn vào. Tiếp theo là địa chỉ ngân hàng và chi nhánh ngân hàng. Click vào ô vuông điều khoản và nhấn gửi. Tương tự như vậy, các bạn có thể rút về ví. Các bạn vui lòng chọn phương thức thanh toán là rút tiền về ví. Nhập số tiền muốn rút vào. Nhấp vào ô vuông điều khoản, nhấn gửi và sau đó làm theo hướng dẫn. Hoặc có thể rút về thẻ ATM. Các bạn cũng nhập số tiền muốn rút vào, điền đầy đủ thông tin ngân hàng của các bạn. Sau đó click vào ô vuông điều khoản và nhấn gửi. Các bạn rút dưới 100 triệu thì hệ thống sẽ tự động và được xử lý trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, khách hàng nào mà rút trên 100 triệu thì ngân lượng sẽ chết lại nên thời gian sẽ lâu hơn. Mọi người lưu ý giúp mình phần này nhé.
Thêm một lưu ý nữa là Tickmill không cho phép nạp rút qua bên thứ ba. Mọi thông tin nạp rút phải trùng với thông tin đăng ký với Tickmill bạn nhé. Mình đã hướng dẫn xong cách nạp rút qua ngân lượng. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong khâu nạp rút. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn giao dịch cùng với Tickmill. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh YouTube của Tickmill Việt Nam để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi cũng như là từ thị trường Forex nhé.